Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay và chúng ta tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Thanh An ở tập 5 của bộ truyện Vết nứt hôn nhân. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị những tình tiết rất là đáng yêu trong đám cưới của chàng trai Khánh Huy và cô gái tên là Bảo Ngọc. Hai người vội vàng đến với nhau và yêu thương nhau nhưng thật sự là tình yêu này vượt qua tất cả mọi thứ, giống như câu nói của Khánh Huy đã từng nói với Bảo Ngọc rằng chúng ta yêu nhau bao lâu không quan trọng mà chúng ta quan trọng là yêu nhau như thế nào. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tục cái đám cưới ngày hôm nay của hai nhân vật chính. Nhưng mà quý vị ơi, liệu rằng cái đám cưới này có diễn ra suôn sẻ hay không và liệu rằng công việc quân nhân của Khánh Huy có ảnh hưởng gì đến hạnh phúc cùng với Bảo Ngọc, hãy cùng theo dõi Victor Man ở tập 5 ngày hôm nay nhé. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên là ủng hộ Tâm An và kênh Chị Dậu bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh nhé. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 5 của câu chuyện Vết nứt hôn nhân tác giả Thanh An qua giọng đọc của Tâm An. Dưới ánh đèn lấp lánh của sân khấu Hòa cùng với tiếng nhạc du dương vang lên Anh nắm lấy tay cô bước vào trong lễ đường Bảo Ngọc mang vài cưới Có đính hạt lấp lánh Tay cầm bó hoa mộc lan trắng tinh khôi Đi kế bên cạnh anh Anh mang trên người bộ vét màu đen trông rất lịch sự Càng nhìn lại càng tôn lên vẻ trưởng thành Phải nói là lúc này trông hai người rất đẹp đôi Qua đúng với câu nói Trai tài gái sắc Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người Anh vào cô trao nhẫn cho nhau Nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc và trao cho nhau Nụ hôn ngọt ngào nhất Tiếng vỗ tay nồng nhiệt lại một lần nữa vang lên Ai ai cũng vui vẻ Mà hết lời chúc phúc cho bọn họ Vì hai người là nhân vật chính Cho nên bị mọi người chuốc rượu liên tục Mà không thể nào chối từ Bảo Ngọc uống rượu không quen Nên rất nhanh đã bị đỏ mặt Ý thức bắt đầu mơ màng Khanh Huy đồ cũng rất cao Nhưng cuối cùng không thể nào uống lại với bọn họ Mơ màng mà được mọi người dìu lên phòng cùng với cô cứ như vậy hai người nằm trên giường ngủ say đến tối mới tỉnh dậy khánh huy tỉnh dậy trước nhìn thấy cô gái xinh đẹp kia đang ngủ say sưa bên cạnh mình mà anh mỉm cười anh vòng tay qua ôm chặt lấy cả cơ thể của cô rồi hôn cô một cái lên chán anh đã có vợ rồi còn nhớ ngày này năm ngoái bọn họ chỉ mới biết nhau mà bây giờ đã về chung một nhà đúng là duyên số bảo ngọc bị nụ hôn của anh làm cho thức giấc cô mơ màng mở mắt ra đầu hơi đau nhức một chút nhận thức được bản thân đang được ai đó ôm vào lòng cô liền ngước lên nhìn anh thấy anh cũng đang nhìn cô thì là cô liền rúc mặt vào ngực anh xấu hổ có phải là em ngủ sâu lắm hay không không xấu rất đẹp đẹp cái gì chứ cô có cái tật ngủ hay bị chảy nước miếng không biết hồi nãy cô bị chảy hay không anh chắc là nói vậy cho cô đỡ xấu hổ không muốn tiếp tục đề tài làm cho mình xấu hổ thêm Cô hỏi sang chuyện khác Thế anh dậy lâu chưa? Anh vừa mới dậy Bây giờ mấy giờ rồi? 8 giờ tối rồi đấy Hèn gì mà bụng của cô thay phiền nhau đánh trống Lúc trưa cô chỉ uống có một hộp sữa thôi Sau đó phải đi chào hỏi mọi người Rồi bị chuốc say đến bây giờ Không đói mới là lạ Anh à em đói quá Thế thì ngồi dậy Anh đi lấy đồ ăn cho em Nhưng em muốn đi tắm trước Vậy anh pha nước tắm cho em nhé À, thôi em tự làm được mà Để đấy anh làm cho Anh muốn tự tay chăm sóc cho em Nghe lời anh ngồi đây chờ anh một chút Vâng ạ à. Rồi anh đi vào trong nhà vệ sinh Xả nước ra bồn tắm giúp cô Canh đồ ấm vừa tay rồi trở lại phòng Bảo cô đi tắm Bảo ngọc ở ngoài này loay hoay tìm đồ của mình Cô đỏ hết cả mặt Ai đó đã lấy vali đồ của cô đi rồi Chỉ để lại hai bộ duy nhất Một váy ngủ sexy Và một chiếc đầm dài qua mắt cá Cô ý rồi Chắc chắn là có người cố ý làm chuyện này Cô làm gì mua kiểu váy ngủ này chứ Bọn họ biết cô không thể mang chiếc đầm dài Qua mắt cá kia để ngủ Nên để chiếc đầm ngủ sexy này Cho cô mặc Đúng là xấu hổ Và đúng như dự đoán Hai bà mẹ nào đó vì muốn cô nhanh chóng có cháu bồng bế Nên đã can thiệp vào Đúng là gừng càng già càng cay Khánh Huy trong nhà tắm bước ra Anh pha nước xong rồi đấy Em vào tắm đi À dạ vâng Cô ấp à ấp úng Rồi cầm lấy chiếc váy kia chạy vội vào trong nhà tắm Thôi đành như vậy Dù sao hôm nay cũng là đêm tân hôn Chuyện gì đến rồi cũng đến Cô vừa suy nghĩ vừa cúi xuống Bắt đầu cởi chiếc váy kia ra để tắm Thì hơi bối rối khi mà loay hoay mãi Không cởi được Phía sau lưng dây buộc chẳng chéo Quá nhiều cách Nên cô chỉ biết thở dài ngao ngán Một lát sau đó cô mở cửa nhà tắm ra Và cầu cứu anh anh ơi ừ, anh đây anh anh cởi đồ giúp em với ạ à? anh nghe cô nói mà đứng hình tại chỗ cô nói cái gì vậy bảo ngọc cũng ý thức được lời mình nói rất là dễ gây hiểu nhầm nên cô vội vàng thanh minh không phải ý em là cái váy cưới này nó khó cởi anh giúp em tháo dây phía sau lưng ra có được không ạ à? lòng anh lúc này mới thoáng nhẹ nhàng khi nãy nghe cô nói như vậy làm anh hết hồn làm anh cứ tưởng nào để anh xem nào Anh đi đến sau lưng cô loay hoay một hồi Ai lại buộc kiểu khó khăn như thế này Cứ muốn như là siết chết vợ của anh Khoảnh khắc khi mở được hết tất cả các nút thắt ra Nhìn thấy tấm lưng trắng trèo mịn màng của cô Anh nuốt một ngụm nước bọt Sao tự nhiên người anh lại nóng thế này Cuối cùng anh cũng gỡ được rồi nhá Dạ Dễ thở rồi Em đi tắm đây Ừ Em tắm đi Bảo Ngọc không nhận ra sự thay đổi của anh mà vô tư bước vào nhà tắm. Cô đâu thể biết được ai kia vừa mới nhìn thấy có chút ít da thịt của cô mà phản ứng dữ dội. Tắm xong cô đỏ bừng mặt mỗi xấu hổ cứ đứng mãi trong đó một lúc lâu mới dám bước ra bên ngoài. Khánh Huy nhìn thấy cô trong chiếc váy kia mà sừng sờ. Chiếc váy ren hai giây chỉ dài qua mông cô một chút phần ngực ở trên bị lộ ra gần một nửa. Anh có thể tưởng tượng ra được mức độ mịn màng non nớt của phần da thịt mềm mại và đầy đặn kia miệng anh khô nóng anh cứ nhìn chằm chằm lấy cô miệng lắp ba lắp bắp ừ, tại tại sao hôm nay em lại ăn mặc như thế này bảo ngọc cũng vô cùng bối rối tại vì đồ của em em tìm không thấy em chỉ thấy cái váy này với lại hiện tại là đêm tân hôn của chúng ta cơ mà ờ ừ nhỉ vậy đến ăn tối nào anh ngại thì ra chồng cô cũng biết ngại đến hai má hồng hồng không nỡ chọc anh nữa Cô nhanh chóng đi đến ngồi vào bàn ăn cho xong bữa tối Anh ý thức được vấn đề Nên cố gắng kìm nén Mà không nhìn vào người của cô Ăn uống xong xuôi anh ngay lập tức dọn dẹp rồi đi tắm Cô ngồi ngoài này cũng lo lắng Buồn chồn không yên Vừa nãy vì thấy bộ dạng kia của anh Mà quên mất xấu hổ Bây giờ mới cảm thấy xấu hổ vô cùng Lần đầu tiên cô mặc kiểu này Cảm giác cứ như trần chuồng Và không mặc gì vậy Đi ngủ thôi em À dạ vâng cô nhanh chóng đứng dậy đi một mạch đến giường nằm xuống và lấy chăn phủ lên cả người mình sau đó nhắm mắt lại nghe ngóng tiếng động trong phòng anh làm lơ dáng vẻ cuốn hút của cô rồi đi đến chỉnh lại nhiệt độ trong phòng kiểm tra lại cửa cho chắc chắn một lần nữa rồi tắt đèn đi đến bên giường bật đèn ngủ lên sau đó nằm xuống bên cạnh cô bảo ngọc có thể cảm nhận được mùi hương nam tính của anh ở sau lưng của mình bình thường bọn họ ngủ với nhau chưa lần đầu tiên ra còn lại đều rất bình thường Tại sao hôm nay cô lại cảm thấy khác lạ như vậy Cảm giác vừa mong chờ vừa hồi hộp Lại vừa xấu hổ Có lẽ vì ngày hôm nay Là đêm tân hôn của hai người Khánh Huy cứ nằm im như vậy một lúc lâu Mà không nói cũng chả hành động gì Cô cảm thấy hơi hụt hẫng Nhưng nhiều hơn là buồn ngủ Có lẽ hôm nay đã quá mệt Cộng với men rượu bia kia Nên cô mới buồn ngủ như vậy đợi mai một lúc lâu sau mà chả thấy anh hành động gì, cô mơ màng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì cảm giác được anh vừa chờ mình mà quay mặt qua nhìn vào lưng của cô. Chưa đến hai giây sau, một tay của anh đã luồn xuống dưới nhấc đầu cô lên và làm gối cho cô nằm. Cánh tay còn lại thì đặt lên hông của cô. bàn tay hư hỏng kia bắt đầu lần mò xuống, vuốt ve bụng của cô. Bảo Ngọc tỉnh ngủ ngay lập tức. Cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh đang phả vào sau gáy của mình. Anh trầm giọng nói với cô. "Em ngủ chưa?" "Em chưa." "Anh cũng vậy à? Đêm tân hôn mà chỉ ngủ thôi thì có cái gì sai sai nhỉ? Có đúng không em?" Vừa nói tay của anh vừa di chuyển, vuốt ve bụng của cô rồi sau đó vuốt xuống phần da thịt được lộ ra đùi. Nhịp thở của anh càng lúc càng nhanh càng dồn dập hơn làm cho cả người của bảo ngọc căng cứng trái tim của cô đập mỗi lúc một nhanh cô ấp úng không thể nói tròn một câu mà phải hỏi anh Sa, sai ở đâu chứ anh đang say sưa vuốt ve cơ thể của cô chiếc mũi kia để ở mái tóc của cô mà hưởng thụ mùi vị anh yêu thích nó giống như thuốc phiện khiến cho anh càng người càng nghiền khánh huy vừa nhắm mắt lại để hưởng thụ cái cảm giác này sau đó nói với cô chúng ta phải làm gì đó mới đúng chứ Là, làm gì làm chuyện người lớn cô bị anh làm cho nhột mà người lúc này hơi rụt lại bảo ngọc còn chưa kịp thích ứng anh cúi người xuống hôn vội lên môi cô nụ hôn mang theo tình yêu và dục vọng đang bùng cháy trong cơ thể của anh cô đã bị anh nhấn chìm trong nụ hôn đó và bỏ qua hết tất cả ngại ngùng từ nãy đến giờ rồi nương theo anh mà nhiệt tình đáp lại Hai người lần đầu tiên tiếp xúc với cảm giác lạ lẫm này mà không thể cảm thấy có chút tò mò. Họ còn muốn nhiều, muốn nhiều hơn nữa. Con tim đã điều khiển lý trí. Bọn họ chưa từng trải qua chuyện này nên không có kinh nghiệm. Vì vậy cứ theo bản năng mà cùng nhau tìm đến khoái cảm. Khi mà giữa hai không còn vật gì cản trở cả hai cơ thể trần chuồng cứ như vậy dán chặt vào nhau. Anh ở trong cô tạo ra một cảm giác vô cùng lạ lẫm. Khanh Huy nhẹ nhàng đặt lên môi của cô một nụ hôn nồng cháy. Bây giờ chúng ta đã là của nhau rồi. Bảo Ngọc đau đến chảy cả nước mắt. Cô chỉ biết cắn chặt lấy môi mình mà chịu đựng cái cảm giác đau đớn này. Anh thấy cô như vậy mà xót xa. Cả cơ thể định ngồi dậy, lùi bước thì bị vòng ôm của cô cản lại. Cô biết anh không dễ dàng gì. Nếu bây giờ mà bắt anh nhịn nữa thì rất tội cho anh. Em không sao đâu Chúng ta dừng lại nhé Đừng, đừng dừng lại Mà anh như thế Anh không thấy khó chịu à Anh đưa tay lau đi giọt nước mắt Còn đọng lại trên khóe mi của cô Nhưng mà nhìn em đau thế này Anh thực sự không muốn Chỉ một lát thôi Một lát là hết ngay Em không còn thấy đau nữa Bây giờ dừng lại Thì hôm sau cũng phải làm Trước sau gì cũng như vậy Nói rồi cô dấn người hôn lên môi anh Giống như một lời khích lệ động viên Anh thấy như vậy Cũng không còn muốn từ bỏ Ở trong cơ thể cô bắt đầu chuyển động Mỗi một nhịp ra vào đều rất nhẹ nhàng Bởi vì anh sợ cô Sẽ bị đau Bảo Ngọc cảm nhận được cái cảm giác đau nhói kia Đang dần dần tan biến Mà thay vào đó là cảm giác khoái cảm Lạ lẫm Cô bắt đầu muốn nhiều hơn nữa Mà bảo anh động nhanh hơn Anh chiều theo ý của cô mà động nhanh hơn. Suốt cả quá trình từ lúc bắt đầu đến hiện tại, anh đều nương theo ý của cô, cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể, bởi vì anh sợ cô đau, bởi vì anh để ý đến cảm nhận của cô. Duy chỉ có lúc gần đến cao trào, anh mất không chế làm hơi nhanh, làm hơi mạnh một chút, nhưng lại không đến nỗi khiến cô khó chịu. Hoài cảm xa lạ xâm nhập chiếm lấy tâm trí bọn họ, anh cùng cô thở gấp mỗi lúc một nhiều hơn, nhanh hơn rồi một dòng chất lòng được truyền từ cơ thể của anh chạy sang cơ thể của cô bảo ngọc à anh yêu em không cần điều gì xa xôi cả cô hạnh phúc nhất chính là khoảnh khắc này khi mà anh cho dù có đang chìm đắm trong cơn khoái cảm anh cũng luôn nhớ rằng anh yêu cô khánh huy rút khỏi cơ thể của cô rồi lại còn giúp cô làm vệ sinh sau đó anh leo lên giường ôm lấy cô vào lòng dịu dàng hôn lên đầu của cô nói với cô những lời yêu thương nhất Anh yêu em Ngủ ngon nhé Bà xã của anh Hai người cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ Sau hôm nay họ đã khác rồi Đã hoàn toàn thuộc về nhau Đã tiến đến một cánh cửa mới Và nhất định sẽ hạnh phúc hơn Trong cuộc hôn nhân này Khỏe môi hai người vô thức Mà vẽ lên một nụ cười Sáng hôm sau Khi đang còn chìm trong giấc ngủ say thì chuông điện thoại vang lên khiến anh và cô nhíu mày thức giấc. Đó là chuông điện thoại của anh. Vội tay lấy chiếc điện thoại đặt trên đầu giường, nhìn thấy tên người gọi đến, anh hơi nhíu mày, nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi đầu cô, bước xuống giường, đi đến một nơi trong căn phòng cách xa chỗ cô nằm ngủ nhất. Sau đó anh mới nghe điện thoại. Ừm, vậy sao? Không còn ai khác sao? Tôi hiểu rồi. Ừm, quyết định vậy đi. Giọng nói của anh khi nói câu kia có một chút buồn và tức giận. Bảo Ngọc đang mơ màng nhưng vẫn nghe được. Cô từ từ mở mắt ra rồi nhìn về phía anh, thấy anh đã cúp máy. Khuôn mặt của anh suy tư, hai hàng chân mày nhíu chặt lại gần nhau mà suy nghĩ gì đó. Bước chân đang về phía cô. Ngồi xuống giường mà ôm lấy cô và cô đang nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ. Anh đưa tay vuốt về mái tóc của cô rồi mở miệng khó khăn. Ngọc à, anh xin lỗi. Có lẽ anh không thể nào cùng em đi du lịch giống như kế hoạch mà chúng ta đã bàn. Ở đơn vị có việc khẩn cấp và cần anh phải trở về. Nhìn thấy gương mặt của cô chuyển từ vui mừng sang hụt hẫng, xen chút mất mát rõ ràng, mà anh không thể nào tiếp tục nói được nữa. Trong lòng của anh lúc này rất giận bản thân mình, nhưng anh lại không thể làm gì khác được. Quân đội có việc gấp nên anh không thể nào vắng mặt. Bằng nhóm buôn bán hàng cấm lúc trước bị bắt Đã vượt ngục Có người trong bộ máy cán bộ nhà nước Được nghi ngờ là tiếp tay cho chuyện này Bạc Giàng hiện đang thay anh dẫn tân binh Vào trong rừng sâu để tập huấn Đến một tuần nữa mới trở lại Bây giờ trong đơn vị ngoài anh ra Thì không ai có đủ khả năng Đảm nhận nhiệm vụ chỉ huy Anh là người của Tổ quốc Bây giờ Tổ quốc cần anh Anh không thể nào chối từ Nhưng vừa mới kết hôn với cô hôm qua hôm nay anh lại đi như vậy thật sự chắc chắn là không tránh khỏi sự việc làm cho cô cảm thấy tổn thương khiến cho anh thật sự rất khó xử bảo ngọc nghe xong hụt hẫng vô cùng nhưng mà cô biết bản thân ngoài chấp nhận thì không thể làm gì khác chồng cô là một quân nhân nên cô phải hiểu chuyện cô cố gắng nở một nụ cười tươi nhất có thể để nói với anh không sao đâu em hiểu mà anh cứ trở về làm nhiệm vụ của mình đi hôm khác bù cho em sau cũng được cô nói như vậy lại càng làm cho anh hờn trách bản thân của mình đã hứa rằng sẽ cho cô được hạnh phúc vậy mà bây giờ lại bỏ đi bà xã chuyện này là đột xuất và nằm ngoài dự định của anh nên anh không sao đâu ai bảo em chấp nhận làm vợ bé chấp nhận làm hậu phương của anh chứ em hiểu chúng ta đi về nhà thôi Em giúp anh soạn đồ nhé Chuyện cấp bách nên anh không bàn thêm nữa Trong lòng cảm thấy có lỗi vô cùng Anh thầm nhủ rằng Sau nhiệm vụ Anh sẽ nhanh chóng trở về Để bù đắp cho cô Cô đã chuyển sang nhà của anh ở Nên bọn họ trở về căn nhà bên chung cư kia Từ lúc ra khỏi khách sạn trở về đến giờ Điện thoại của anh cứ xéo liên tục Mọi người ở đơn vị đang thay phiên nhau Báo cáo tình hình chung Cùng với tham khảo ý kiến của anh Anh nghiêm túc Mà giao nhiệm vụ cho bọn họ. Cô im lặng không nói gì để anh có thể tập trung vào công việc. Bản thân thì vào trong phòng xếp đồ cho anh. Mặc dù cảm thấy tủi thân vô cùng, nhưng cô cố gắng an ủi mình bằng suy nghĩ: chồng mình là quân nhân, anh ấy phải đi bảo vệ tổ quốc, mình phải tự hào về anh ấy. Đúng vậy, mình phải tự hào về anh ấy. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì không biết anh đã vào phòng từ lúc nào, rồi bất ngờ vòng tay ôm lấy cô từ phía sau. Đầu để trên vai của cô, trầm giọng nói với cô. Ngọc à, anh xin lỗi. Thiệt thòi cho em rồi. Xin lỗi cái gì chứ? Em không sao đâu. Thật đấy. Em ở nhà, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Có chuyện gì khó khăn, không liên lạc được cho anh, thì em cứ gọi cho ba mẹ. Ba mẹ sẽ thay anh, lo cho em. Em biết rồi, anh cũng như vậy nhé. Mà này, lần này anh đi làm nhiệm vụ có nguy hiểm không không nguy hiểm đâu em phải tin anh ừ. em biết rồi anh nhớ phải bảo vệ bản thân mình thật tốt nhất định rồi bây giờ anh phải đi nhất định anh sẽ cố gắng hết sức cho dù nguy hiểm hay khó khăn thế nào anh nhất định phải vượt qua bởi vì có em làm động lực cho anh nói xong anh buồn cô già với lấy cái ba lô bên cạnh mà đứng dậy rời đi Cô thấy bóng lưng của anh sắp đi khỏi căn nhà này thì vội vàng chạy đến ôm chầm lấy anh từ phía sau. Nước mắt kìm nén nãy giờ, bây giờ bắt đầu tuôn ra suối xả, đưa tay gạt đi. Em chờ anh trở về, anh đừng đi quá lâu nhé. Khánh Huy sững sờ một hồi, sau đó xoay người lại ôm chầm lấy cô. Vòng tay của anh đặt ngay eo của cô mà siết thật chặt, rồi nói với vẻ bất đắc dĩ. Em cứ như thế này, làm sao anh yên lòng mà đi được đây Cô nghe như vậy thì lập tức buông tay Đưa tay lau sạch nước mắt Trên khuôn mặt của cô Em chỉ hơi xúc động một chút Anh nói trễ rồi mà Anh đi đi Đồng chí nhớ phải hoàn thành nhiệm vụ thật xuất sắc nhé Nói xong cô vội vàng đẩy anh ra khỏi phòng Rồi đóng lấy cửa phòng ngủ Cô không nỡ nhìn thấy bóng lưng anh rời đi Đợi cho lúc nghe thấy tiếng cửa ngoài kia mở ra Sau đó đóng lại cô mới dám bật khóc nức nở mặc dù cô tự nhủ rằng bản thân mình phải là một người hiểu chuyện nhưng cô cũng tủi thân lắm mời đám cưới ngày hôm qua hôm nay chồng cô đã đi làm việc rồi không biết lần này anh đi đến khi nào nhưng nhiều hơn tủi thân vẫn là lo lắng cho anh lúc nãy nhìn khuôn mặt anh nghiêm túc tập trung cao độ tiếp nhận thông tin trong điện thoại hai hàng chân mày của anh cau chặt vào nhau khiến cho cô đủ hiểu lần này anh nhận nhiệm vụ quan trọng như thế nào mà nhiệm vụ càng quan trọng thì đồng nghĩa với việc lại càng nguy hiểm khóc mệt rồi bảo ngọc đi lại giường mà nằm xuống bộ chăn ga này là anh cùng cô đi chọn vậy mà anh còn chưa kịp sử dụng anh đã rời đi cô mệt mỏi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ trước đó vẫn không quên cải báo thức khớp với khoảng thời gian anh đến đơn vị còn khánh huy khi nãy vừa rời khỏi nhà thì chuông điện thoại lại vang lên bên kia báo về rằng bọn họ đã mất dấu đối tượng mọi công sức bỏ ra lại trở về con số không toàn bộ kế hoạch phải vạch lại từ đầu anh cố gắng bình tĩnh để phân tích lại mọi việc nói với bọn họ rằng chờ anh về đơn vị rồi tính tiếp vì thời gian gấp gáp anh không kêu bình lên đón mình mà tự bản thân mình lái xe trở về đơn vị trên đường đi tranh thủ gọi cho ba mình nhờ ông ấy lựa lời nói với bà hương bảo bà ấy rảnh rỗi để ý đến cô giúp anh anh không gọi thằng cho bà bởi vì sợ bà quát ẩm lên nên mới nhờ ba mình ông ấy có cách để khiến cho bà dịu dàng lúc trước mỗi lần về nhà rồi lại đi anh đều rất bình thường nhưng mà lần này lại khác cảm giác luyến lưu cứ bám lấy anh khiến anh không muốn đi một chút nào anh biết anh làm cho cô buồn anh làm cho cô tủi thân trong lòng anh cũng say rứt lắm Bảo Ngọc đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng chuông của ai đó gọi đến Cô ngay lập tức ngồi dậy cầm điện thoại và nghe máy Em nghe Anh tới nơi rồi Em ăn gì chưa Hồi sáng anh quên mất chuyện này Nhìn đồng hồ rồi cô nhầm tính thời gian anh đi đường Bình thường là 4 tiếng mà bây giờ chỉ mới 3 tiếng anh đã tới nơi thì cũng đủ biết tốc độ anh đi như thế nào Bảo Ngọc lúc này đành nói dối À em ăn rồi Em đang xem tivi anh dặn dò ba mẹ rồi đấy, có gì em cứ tìm họ. Tối nay anh sẽ gọi cho ba mẹ em. Vâng, em biết rồi. Sắp tới anh có việc bên hạn chế liên lạc, nhưng em đừng nghĩ ngợi linh tinh nhé, biết không? Em biết rồi mà, anh đừng lo cho em. Dặn dò thêm vài câu nữa hai người mới cúp điện thoại, cùng lúc này thì chuông cửa vang lên, cô liền ra xem là ai tới. Mẹ Người đến là bà Hương Bà vừa nghe chồng mình nói lập tức chạy đến đây Bà không đáp lại lời cô Mà nhanh chóng đi vào Đóng cửa lại Sau đó nắm chặt lấy bàn tay của cô Ngọc à Mẹ vừa mới nghe bà con nói Mới biết thằng Huy Nó trở về đơn vị rồi Nên mẹ đến đây với con Mẹ sợ con buồn Con, con không sao đâu à Con chắc là tuổi thân lắm Có đúng không Dạ không có đâu mẹ Con không nghĩ ngợi gì đâu Ba chồng của con cũng là quân nhân. Làm sao mà mẹ không biết con đang nghĩ gì. Nhưng mà mẹ may mắn hơn con. Về lúc trước mẹ cũng làm trong quân đội. Nên có nhiều cơ hội gần gũi với chồng mình. Vậy à mẹ? Mẹ à, vậy thì mẹ kể cho con nghe chuyện của ba mẹ đi ạ. À? Con muốn nghe từ khi nào? Khi nào cũng được ạ. À? Nói rồi cô im lặng để mong chờ bà kể chuyện. Thế con đoán xem giữa ba và mẹ Ai là người theo đuổi ai trước? Là ba hả à mẹ? Bà Hương lắc đầu. Không phải ba, mà là mẹ theo đuổi ba con. Mẹ thích ba con từ lúc con học cấp ba. Đợt đó trường mẹ có kêu gọi vài nữ tình nguyện đi tham gia múa hát trong quân đội. Vào ngày 22 tháng 12, ấy. mẹ đăng ký và tình cờ gặp ba con trong đó. Ba chồng con lúc đó chỉ là một chàng tân binh, vừa mới vào lại chả có cái gì nổi bật. Nhưng mẹ lại cảm thấy ông ấy rất thu hút Chắc là bị thu hút bởi vẻ lạnh nhạt của ông ấy Cái lúc mẹ lên sân khấu múa xong đi xuống Mẹ hơi choáng vì đói Lúc đó mẹ mất đi ý thức mà ngã xuống đất May mà có ông ấy đang đi tuần Rồi phát hiện ra mẹ Lần đầu gặp nhau của mẹ và ba con Là như vậy đấy Sau đó thì mẹ tương tư ông ấy Cứ mỗi dịp lễ là đều tranh thủ chờ mong xem Trường có đề xuất đi tham gia hay không Để được vào đơn vị được nhìn thấy ba của con. Mẹ tích cực xin thông tin liên lạc, sau đó lại cố gắng giữ liên lạc mãi. Bên cạnh đó cũng ra sức học hành để có thể trở thành một nữ quân nhân. Nhưng mà thật không may, trường quân đội lại không tuyển nữ mà chỉ tuyển nam. Cứ tưởng là hết hy vọng rồi, thì may, mẹ lại được tuyển vào bên ngành quan hệ quốc tế về quốc phòng. Sau này học xong ra nghề mẹ mới được gặp lại ba con. Lúc đó, ông ấy đã là thiếu tá mẹ lại tiếp tục theo đuổi ông ấy và sau một thời gian thì ông ấy và mẹ kết hôn bỏ qua cả giai đoạn yêu đương tìm hiểu luôn con ạ à. mặc dù được ở gần nhau có rất nhiều cơ hội tiếp xúc nhưng mà không dễ dàng làm vợ quân nhân mà mỗi lần ông ấy đi nhiệm vụ là mẹ lo lắng cho đến chả ngủ được nhưng mà mãi cũng thành quen sau này cũng không còn cảm giác sợ hãi bởi vì mẹ tin ba con Ba con lấy mẹ làm động lực để cố gắng Một năm sau mẹ có bầu Khánh Huy Cả quá trình mang thai và sinh Khánh Huy Ông ấy chỉ ở bên cạnh mẹ có hai lần Mỗi lần được có hai ngày Lý do là vì vừa nghe tin mẹ có thai Thì mẹ chồng đã bắt mẹ về ở cùng để chăm sóc Ông ấy ở trong đơn vị Cứ bận công tác mãi Thời đó còn rất nhiều thế lực bạo loạn Đòi lật đổ chính quyền Nên ba con không thể nào về thường xuyên Khó khăn là thế Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua Bây giờ mẹ và ba con cũng đang sống rất hạnh phúc Còn hạnh phúc hơn còn trẻ đấy con ạ à. Bà dừng lại một chút Rồi nắm lấy tay của Bảo Ngọc Tiếp tục vỗ về cô Nói nhiều như vậy Là mẹ muốn nhắn nhủ với con rằng Làm vợ quân nhân thật là không dễ dàng gì Nhưng mà lại rất cao cả Mong con sẽ thấu hiểu cho Khánh Huy Đừng cố án trách nó tội nghiệp Mọi chuyện rồi cũng qua Mai sau khi già rồi con ngồi con nghĩ lại Con lại cảm thấy hạnh phúc giống như mẹ Chúng ta làm hậu phương Nên nhiều lúc cũng buồn tuổi Nhưng mà khi con nhìn thấy chồng mình bình an trở về Sau mỗi lần làm nhiệm vụ Sau mỗi lần hết sức Hết mình vì tổ quốc Lúc đấy con thấy rằng Những buồn tuổi này chả có là gì cả Bọn họ vì tổ quốc Thì chúng ta vì bọn họ Đáng tự hào có đúng không con Vâng Mẹ nói đúng à tuy nhiên vừa mới cưới xong hôm qua hôm nay lại bỏ đi như vậy quả thật là ấm ức cho con mẹ thay mặt nó mẹ xin lỗi con nhé không đâu mẹ mẹ đừng nói như vậy mà bà nhìn cô như vậy thì vừa xót so thương trong đầu liền có một suy nghĩ muốn giúp cô hết buồn này hay là con đi chơi với mẹ nhé đi chơi à mẹ đi đâu ạ à? đi mua sắm đi ăn uống con muốn đi đâu mẹ đưa con đi nhưng con không biết đi đâu cả Thế thì con vào thay đồ Rồi con đi với mẹ Mẹ đưa con đi trải nghiệm Đi cho biết nhá Thật sự là cô chả muốn đi Nhưng mẹ chồng nhiệt tình như vậy Cô không nỡ từ chối Dạ vâng, con biết rồi Phần thời gian còn lại của ngày hôm đó Cô cùng mẹ chồng mình đi rất nhiều chỗ để vui chơi Phải nói là bà sành điệu không kém gì giới trẻ hiện nay Có những cái cô còn không biết Mà bà lại rất sành đã vậy mẹ chồng lại còn rất nhiệt tình với cô Khiến cho cô ngại đến đỏ mặt Vui trời thỏa thích Rồi bà bảo cô về nhà lớn ăn cơm Mà ngủ lại đó với bà Cô có từ chối thế nào cũng không được Nên đành phải nghe theo bà Hơn nữa bây giờ anh đã đi rồi Cô về nhà thì cô đơn đến bật khóc mất Tối hôm đó anh gọi về cho ba mẹ cô hỏi thăm sức khỏe Sau đó mới gọi cho cô Anh cũng nói cho bọn họ biết Mình trở lại quân đội Hai ông bà nghe xong giận lắm nhưng đành chịu thôi chứ biết làm sao đây là chuyện ngoài ý muốn mẹ anh thì thôi rồi thấy anh gọi cho cô là liền bảo cô cho bà gặp anh ngay cô vừa đưa máy thì bà quát ẩm lên chất vấn anh này cái anh kia anh cưới vợ về cho vợ chồng chúng tôi có đúng không kìa mẹ con không có chuyện này con có muốn đâu ạ à? biết là không phải lỗi của anh nhưng bà vẫn không chịu được mà muốn mắng anh để con dâu của bà ấm ức như thế này làm sao mà bà chịu được Anh cứ lo công việc của anh đi Để vợ anh ở nhà cho nó buồn nó chết luôn đi Lại còn không dám gọi trực tiếp cho tôi Mà còn phải nhờ đến ba của anh à Thế anh tưởng rằng là tôi sợ ông ấy à Đấy thấy chưa Bây giờ còn giận như vậy Thì hồi chưa sẽ như thế nào Đoạn trường bà có thể lên thẳng đơn vị Mà kéo đầu anh quay về Kìa mẹ mẹ đừng nóng giận Không tốt cho sức khỏe Mẹ đưa điện thoại cho con nói chuyện với vợ con một chút Tôi không đưa Tôi đang còn muốn mắng mỏ anh Thôi mà mẹ Mẹ giúp con ở nhà chăm sóc cô ấy Tính tình vợ con hơi hướng nội Có chuyện gì cũng giữ trong lòng Không chịu nói ra Nên mẹ để ý kỹ Với lại mẹ đừng quá vô tư Khiến cô ấy tổn thương đấy ạ à? Anh biết là mẹ mình cũng rất thương cô Nhưng lại không thể nào không dặn dò một chút Tính tình của bà hướng ngoại Anh sợ bà không để ý hay đùa giỡn Nhưng cô lại tưởng thật Rồi lo sợ mà suy nghĩ linh tinh Khôi giời Anh đang dạy bảo tôi đấy à Tôi nói cho mà biết Tôi còn làm cho vợ của anh vui vẻ hơn Khi nó ở bên cạnh anh đấy Đây nói chuyện với vợ anh đi Nói rồi bà đưa điện thoại cho cô Nháy mắt với cô một cái Sau đó lại đi đến xem tivi Cô cố gắng giấu đi Cái sắc mặt hơi nhăn nhó của mình Mà cười thật tươi cầm lấy điện thoại Tiếp tục nói chuyện với anh Không hiểu sao tự nhiên Bụng của cô lại đau Cô cứ tưởng rằng do mình sắp tới tháng nên như vậy nhưng không hiểu sao một lúc sau cơn đau lại càng dữ dội sắc mặt cổ trở nên trắng bạch chân tay bắt đầu run rẩy cảm thấy mình sắp không ổn tai của cô chỉ còn loang thoáng nghe thấy tiếng nói của anh lúc được lúc không ngay lập tức cô liền gắng gượng nói với anh một câu rồi nhanh chóng tắt máy điện thoại em hết pin rồi em đi sạc đã nói chuyện sau nhé Cúp điện thoại xong cũng là lúc cô mất đi ý thức mà ngã xuống sàn Tay vẫn còn ôm chặt lấy bụng của mình Bà Hương đang xem tivi nghe thấy tiếng động Quay lại nhìn thấy Cô đang nằm trên sàn nhà Hốt hoảng ngay lập tức Chạy tới đỡ lấy cô Không quên lớn tiếng gọi mọi người trong nhà Ông Khanh Dì Hằng Mọi người đâu hết rồi Còn bé Ngọc nó bị làm sao đây này Nghe thấy tiếng của bà mọi người lập tức có mặt Một người trẻ khỏe nhất trong mấy người giúp việc Xung phong bế cô ra xe Ông Khanh lúc này chạy vội đi lấy xe để chờ cô vào bệnh viện. Bà Hương thì bối rối, tay chân thì run rẩy cố gắng đuổi theo bọn họ. Mới nãy rõ ràng cô còn rất bình thường, tại sao tự nhiên lại ngất đi? Bảo Ngọc mà có chuyện gì, bà biết làm sao ăn nói với Khánh Huy, biết nói làm sao với ba mẹ của Bảo Ngọc. Khánh Huy dặn dò bà phải để ý chăm sóc cho cô, mà bà lại bất cần quá. Đến bệnh viện Bảo Ngọc ngay lập tức được đẩy vào phòng cấp cứu. Vì người nhà không được vào nên ông Khánh và bà Hương phải đứng bên ngoài cùng với mấy người giúp việc trong nhà. Dì Hàng hướng ông bà mà nói. Ông bà chủ à, để tôi gọi tôi báo cho cậu Huy một tiếng. Ấy, đừng báo cho nó, cứ làm như không biết gì. Mọi người cứ về nhà đi, sáng mai soạn đồ đem vào đây cho Bảo Ngọc. Chìa khóa bên nhà chúng nó, tôi cất tủ đầu giường. Đêm nay chúng tôi ở lại đây với nó. Dạ vâng, thưa ông chủ mà còn nữa thằng huy nó có gọi về hỏi thăm thì nói rằng chúng tôi đi chơi đừng có cho nó biết chuyện này dì hằng thắc mắc lắm nhưng cũng không tiện hỏi cúi đầu vâng dạ rồi cùng với hai người giúp việc khác quay về nhà ông khanh lúc này mới ngồi xuống nắm lấy tay vợ mình để cho bà đỡ sợ bà cứ bình tĩnh con bé không có chuyện gì đâu rõ ràng là con bé con rất khỏe mạnh ngồi nói chuyện với thằng huy Vậy mà tự nhiên lại lăn đùng ra ngất Tôi sợ quá ông ơi Nhỡ như con bé Bà đừng có suy nghĩ linh tinh Bác sĩ đang xem cho nó Xem là tình hình thế nào Bà gật đầu nhưng trong lòng vẫn không ngừng lo lắng Hai bàn tay của bà bấu chặt vào nhau Trong lòng ngập tràn hỗn loạn Thời gian cứ như vậy trôi đi Gần hai tiếng đồng hồ trôi qua Mà không thấy có ai bước ra Hai ông bà lúc này lại càng lo lắng Ông ơi tại sao bác sĩ lâu ra thế như vậy có phải là quá nguy hiểm nên họ mới lâu ra như vậy hay không ông khanh đang định đáp lời vợ thì cánh cửa mở ra hai ông bà liền nhanh chóng đứng dậy rồi chạy đến chỗ bác sĩ dạ thưa bác sĩ con bé thế nào ạ à? hai bác là người nhà của bệnh nhân bảo ngọc có đúng không ạ à? vâng vâng chúng tôi là ba mẹ của con bé hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm ông bà cho hỏi là cô ấy đã từng bị viêm loét dạ dày có phải hay không? Ông Khánh và bà Hương nghe như vậy liền ấp úng. Chuyện này ông bà không nghe cô nói, nên không biết rằng thực hư thế nào. Ông Minh thì bình tĩnh, trả lời bác sĩ. Thật ra chúng tôi là ba mẹ chồng của con bé. Con bé chỉ mới về nhà chúng tôi được mấy hôm, nên vấn đề này chúng tôi thật sự không biết. Bác sĩ nghe ông bà nói thì cũng hiểu sơ qua, cho nên giải đáp thắc mắc cho ông bà nghe. Theo như xét nghiệm cho thấy, thì cô ấy từng bị viêm rét dạ dày nặng. Tuy đã được điều trị rồi nhưng không phải là rất điểm hoàn toàn. Có lẽ do thời gian gần đây, cô ấy thường xuyên bỏ bữa, chế độ ăn uống không điều độ, với lại căng thẳng quá, kết hợp với bệnh viêm rét dạ dày đã có sẵn nên dẫn đến xuất huyết dạ dày. Những cơn đau đột ngột là nguyên nhân khiến cho cô ấy bị ngất xỉu. Trường hợp này rất nguy hiểm, cũng may là đưa đến bệnh viện kịp thời nên bây giờ không sao. Để cô ấy sử dụng thuốc kết hợp với nghỉ ngơi điều độ thì không có vấn đề gì nhưng mà người nhà phải lưu ý đừng để cho cô ấy lặp lại tình trạng này thêm một lần nào nữa lúc này hai ông bà mới có thể yên tâm thở phào một hơi liền liên tục cảm ơn bác sĩ rồi đòi vào trong thăm cô nhưng bác sĩ nói cô được chuyển xuống phòng hồi sức thế là ông bà liền tức tốc chạy đi tìm cô mở cửa vào hai người nhìn thấy cô đã tỉnh đang nằm trên giường tay cắm kim truyền dịch bà hương nhanh chóng tiến đến ngồi trên giường nhìn thấy sắc mặt cô nhợt nhạt trắng bệch mà bà đau lòng cầm lấy tay của cô con làm sao rồi con có còn đau không con con không sao đâu mẹ con xin lỗi con lại để cho ba mẹ lo lắng cái con bé này nói linh ta linh tinh chúng ta đều là người một nhà cơ mà ba mẹ ba mẹ đừng báo cho anh huy biết để anh ấy yên tâm lo cho công việc à Bà nghe cô nói như vậy mà trong lòng chua xót. Tại sao con bé này lại hiểu chuyện như vậy? Lúc nãy ở trên xe đưa đến đây, cô có mơ màng tỉnh dậy. Mặc dù bụng rất đau, nhưng cô cố gắng gượng dặn dò ông bà không được báo cho Khánh Huy cũng như ba mẹ của cô biết. Cô không muốn họ lo lắng cho cô. Nói xong nhiều đó cô lại ngất đi. Cô quá hiểu chuyện như vậy thì nên trách hay là nên khen cô đây? Cũng may là bà bảo với hai cô qua nhà bên này ngủ nếu không bà thật sự không biết mọi chuyện như thế nào coi như trong cái rủi có cái may nhớ đến lời bác sĩ nói rằng do cô ăn uống không điều độ nên mới bị như vậy bà liền nghiêm mặt chất vấn cô nói thật cho mẹ biết đi có phải thằng huy nó bỏ đói con không bác sĩ nói con ăn uống không điều độ anh huy làm sao bỏ đói con được à mẹ con bị thế này chắc là do xui xẻo không liên quan gì đến anh ấy đâu ạ à? Bà càng nghe cô nói lại càng thương Bảo Ngọc như thế này mà lấy Khánh Huy nhà bà Có phải là thiệt thòi cho nó nhiều quá hay không Làm sao bà không biết nó Đang nói giúp cho con trai của bà Rồi bà vẫn không ngừng Mà tiếp tục thắc mắc với cô Vậy là con từng bị viêm rét dạ dày sao Ông Khánh đứng phía sau lên tiếng ngăn cản bà Không cho bà nói thêm Để bà nói nữa chắc là đến sáng ngày hôm sau bà bà hỏi con bé nhiều thế để cho con bé nó còn nghỉ ngơi chứ à nhỉ tôi quên mất con nằm đây nghỉ ngơi đi ba mẹ ra bên ngoài có cái gì thì con gọi ba mẹ nhé ba mẹ ba mẹ về nhà nghỉ ngơi đi để con ở đây được rồi con không sao đâu con nói thật đấy còn có bác sĩ y tá cơ mà cô không khỏi cảm thấy có lỗi vì bản thân mà bây giờ nửa đêm ba mẹ chồng cô phải đứng ở đây túc trực lo lắng cho cô. Cô làm sao có thể để họ tiếp tục ở lại rồi ngồi ở ngoài kia thức tới sáng được cơ chứ? Không sao đâu con. Con đừng suy nghĩ nhiều. Chúng ta là người một nhà. Nhưng ba mẹ như vậy con không yên tâm mà nghỉ ngơi. Ba, mẹ, cứ về nhà đi ạ. À? Con ổn thật mà. Thế ông về đi. Tôi ở đây với con bé. Bà nghĩ thế nào thế? Tôi là đàn ông. Tại sao lại để bà với con bé ở đây được? muốn về thì bà về còn không ấy thì để tôi ở lại đây với bà hai ông bà đứng cứ đùn đầy cho nhau không ai chịu về cô đành nằm dịch vào trong một chút sau đó nói với họ mẹ mẹ lên đây nằm với con bà bà để mẹ ở lại đây với con cũng được ông khanh vẫn nhất quyết không chịu nhìn thấy chiếc ghế sofa trong phòng thế là ông liền đi lại ngồi lên đó tôi nằm ở đây hai mẹ con bà nằm ở đấy quyết định như vậy đi, không cần vì bàn cãi thêm. Ông Khanh quyết định như vậy, bà Hương cũng không nói thêm gì, leo lên giường bệnh và nằm với con dâu. Sợ đụng trúng tay cô nên bà không dám nằm sát mà chỉ thập thò ở mép giường. Cô biết ý, liền không chịu mà nhất quyết kéo bà nằm dịch vào trong. Bà chưa chịu ngủ, cứ nhìn cô rồi dặn dò mãi. Nếu mẹ con ngủ quên nhưng mà con thấy khó chịu ở đây. Thì con phải gọi mẹ dậy ngay Không được giấu giếm mẹ biết chưa Con biết rồi Mẹ cứ ngủ đi ạ à? Mẹ chưa buồn ngủ Bà Hương nói vậy thôi chứ bà buồn ngủ lắm lắm rồi Bình thường bà ngủ rất sớm Hôm nay đến tận giờ này chưa ngủ Nên bà cũng sắp không chịu được Đôi mắt của bà đã lim dim Và bắt đầu chìm vào giấc ngủ Một lúc lâu sau Đến khi nghe thấy hơi thở đều đều của bà Biết bà ngủ rồi bảo ngọc mới chậm rãi mở mắt ra tự nhiên lúc như thế này cô lại thấy nhớ anh không biết là anh đang làm gì anh ngủ chưa hay anh đang thức để giải quyết công việc không muốn anh biết là bởi vì cô không muốn anh lo lắng mà phân tâm nhưng đâu đó trong thâm tâm của cô vẫn có một chút hy vọng nhỏ nhoi rằng anh biết anh chạy về mà lo lắng chăm sóc cho cô rồi cô chợt bật cười vì suy nghĩ này của mình cảm thấy bản thân mình quá là ích kỷ. Hồi học đại học vì kiến thức ngành bác sĩ quá nhiều nên cô học mãi học mãi, không để ý đến sức khỏe, thường xuyên bỏ bữa không ăn uống gì, ngủ nghỉ không điều độ, nên bị viêm loét dạ dày. Cô khi đó vẫn không biết sợ, tiếp tục hủy hoại cơ thể của mình để rồi bệnh càng nặng hơn, khiến cho cô phải nằm viện điều trị suốt một thời gian dài đầy đau đớn. Cũng nhờ có lần đau đớn đó hành hạ cô, cô mới biết sợ mà để ý đến cơ thể của mình. Lúc đó cô cũng giống như bây giờ, không muốn cho gia đình và những người yêu thương của mình biết, cô đã tự mình vượt qua tất cả, cô sợ họ biết sẽ lo lắng cho cô. Nhờ cô sau này chú ý đến bản thân nhiều hơn nên những cơn đau dạ dày cũng dần dần biến mất, bệnh dường như là khỏi. Tính từ thời điểm đó đến nay cũng đã mấy năm trôi qua, cô cứ chủ quan là bệnh sẽ không thể nào tái diễn. Nào ngờ Cô nhịn ăn sáng và chưa có hai ngày Cộng với uống rượu đến say vào hôm qua Vậy mà ngày hôm nay Lại dẫn đến xuất huyết dạ dày Cô cảm thấy hơi nực cười Để người ta gọi mình là bác sĩ Thì quá xấu hổ Vì cô còn chưa chăm sóc tốt cho bản thân mình Đã như vậy Còn làm liên lụy đến cả ba mẹ chồng của cô Bảo Ngọc cứ suy nghĩ vần vơ Rồi sau đó Cô cũng chìm vào giấc ngủ Lúc nào không hay Khi cô thức dậy đã là sáng sớm của ngày hôm sau. Cô bị đánh thức bởi giọng nói của dì Hằng. Dì ấy mang đồ dùng và thức ăn sáng đến cho cô và ba mẹ chồng. Ba chồng không biết đã đi đâu, còn mẹ đang còn ngủ nên cô không dám cựa quậy nhiều. Chỉnh lại chăn cho bà, rồi cô nằm im quan sát dì Hằng dọn đồ. Chai nước biển hồi tối của cô đã được thay từ bao giờ. Cô lặng yên mà đếm từng giọt nước đang từ từ chảy xuống. Dì Hằng thấy cô tỉnh Liền nhẹ nhàng đi đến rồi đưa cho cô chiếc điện thoại Điện thoại này của cô Bảo Ngọc có phải không? Dạ vâng của con Con cảm ơn gì ạ? À? Cô vừa cầm điện thoại thì mở vội lên xem Có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào của anh không? Nhưng lại khiến cho cô phải thất vọng Điện thoại ngoài tin rác ra Chả có cái gì Thấy dì Hằng vẫn đang đứng nhìn mình Cô vội lái sang chuyện khác Ba con đi đâu rồi dì? À, À, ông chủ xuống sân tập thể dục Dạ vâng ạ à. Cô không hỏi thêm gì nữa Im lặng mà nhìn vào điện thoại của mình Dì Hằng cũng tiếp tục công việc còn giang dở Một lát sau dì lại đi đến Nói nhỏ với cô Cô chủ ơi Tôi soạn đồ cất vào kia Cho cô nhé Khi nào cô cần đi tắm thì lấy đồ ở trong đấy mà mặc Còn thức ăn tôi để trên bàn Lát nữa mọi người muốn ăn ý, Thì mang hâm lại là được Bây giờ tôi phải về nhà lo việc nhà Xong xuôi tôi lại vào đây với cô Dạ vâng con biết rồi gì dì. dì cứ về đi ạ à? Sau đó cô già vờ nhắm mắt lại ngủ Bà ấy cũng sửa soạn đôi chút Rồi cầm túi sách ra về Tưởng rằng cô mở mắt ra một lần nữa Nhưng ai ngờ cô lại ngủ thật luôn Ngủ một phát say xưa Đến tận 9 giờ sáng mới dậy Bà mẹ chồng đang ngồi ở sofa uống trà Thấy cô dậy liền đi đến hỏi han Rồi mang hộp cháo nóng hồi kia Đến và đòi đút cho cô Chắc họ mới đi hầm lại. Nhưng bảo Ngọc từ chối. Bà là muốn đi vệ sinh cá nhân. Bọn họ cũng đồng ý mà đỡ cô dậy. Khi cô vừa đi ra họ chờ sẵn. Lại dìu cô trở lại giường rồi múc cháo đút cho cô. Bụng cô bây giờ hết đau rồi. Nhưng đang còn cảm giác chướng chướng rất khó chịu. Bà mẹ lại nhiệt tình như vậy. Nên cô cũng cố gắng ăn cho hết hộp cháo. Sau đó, ba chồng cô lại cầm hộp cháo đem đi dọn dẹp giúp cô. Thấy bố mẹ chồng lo lắng cho mình như vậy, mà cô vừa hạnh phúc lại vừa cảm động, nước mắt của cô đã rưng rưng từ lúc nào. "Mẹ à, con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Con đừng có khách sáo với ba mẹ, con đã về nhà này rồi thì là con của ba mẹ, ba mẹ sẽ yêu thương con giống như yêu thương Khánh Huy. Con hiểu chứ?" Nghe bà nói như vậy, mà giọt nước mắt của cô đã rơi xuống Cô gật đầu với bà Tỏ ý hiểu chuyện Cuộc đời của cô đúng là may mắn Vì được làm con dâu của ba mẹ Bà Hương thấy cô khóc mà nước mắt cũng rưng rưng Liền ôm lấy cô rồi vỗ vàng nhẹ nhàng lên lưng của cô Giống như an ủi Khánh Huy không ở bên cạnh con Nhưng những lúc thế này Ba mẹ phải thay mặt nó chăm sóc cho con Yêu thương con thật nhiều coi như là bù đắp một phần nào đó thiệt thòi cho con bảo ngọc còn lại bệnh viện thêm mấy ngày nữa mới xuất viện mặc dù cô không nói nhưng ông khanh và bà hương đều hiểu rằng cô đang rất buồn bởi vì khánh huy không liên lạc về cho cô ông khanh cũng gọi cho anh nhưng không được xong rồi ông gọi đến chỗ đơn vị thì được báo là anh đã đi đâu mấy hôm nay không ai liên lạc được với khánh huy ngay cả trung tướng giang bạn của ông mà cũng không biết thì ông biết chắc chắn anh đã đi làm nhiệm vụ bí mật không biết phải nói gì với cô làm sao cho cô đừng lo lắng nên ông đành im lặng xem như bản thân không biết gì con trai của ông không biết sẽ như thế nào bào ngọc được xuất viện thì muốn về nhà của cô và anh nhưng mà bà hương không chịu nhất quyết muốn cô dọn qua bên này khi nào anh về thì dọn qua lại bên đó cô phải nói đến gãy cả lưỡi hứa với bà tự chăm sóc bản thân mình thật tốt ăn cơm và uống thuốc đúng giờ một tuần cô về bên đó hai ngày ăn cơm tôi nào cũng gọi cho bà thì bà mới miễn cưỡng đồng ý cô muốn mình ở trong căn nhà này ở đây có hơi thở của anh cô sẽ đỡ nhớ anh hơn vì ba mẹ chồng cô rất tốt với cô nên cô mới sợ ở chung cô đi làm có những lúc về sớm về trễ thất thường sợ ảnh hưởng đến ba mẹ chồng cô rồi nhiều khi lại không hợp tính dễ xảy ra mâu thuẫn hôm sau cô trở lại bệnh viện làm việc vì bảo ngọc có mời một số đồng nghiệp thân thiết với mình đến dự đám cưới nên mọi người đều biết là cô vừa mới kết hôn cứ như vậy trêu chọc cô mãi hỏi cô đi hưởng tuần trăng mật thế nào cô chỉ biết gượng cười nói với họ rằng chuyến đi rất vui sau đó cô phải tránh qua chuyện khác tuy buồn là thế nhưng mỗi lần có ai đó hỏi cô về nghề nghiệp của chồng cô rất tự hào nói với họ rằng chồng cô là quân nhân trên khuôn mặt của cô lúc đó còn nở lên một nụ cười vô cùng hạnh phúc. Thời gian cứ chậm chậm trôi qua, kể từ hôm anh gọi cho cô đến giờ, đã là ba tuần. Anh cứ như vậy mà biệt tâm biệt tích, một cuộc gọi hay một tin nhắn gì về anh, cô cũng đều không nhận được. Cô cũng chẳng thể nào liên lạc được với anh. Với tư cách là một người vợ, chồng mình mất liên lạc một thời gian như vậy, cô không thể nào không lo lắng cho anh được mặc dù đây không phải lần đầu tiên nhưng không hiểu sao cô lại rất lo một ý nghĩ muốn lên đơn vị xem thử anh thế nào đã hiện lên trong đầu của cô hôm nay lại là thứ bảy nên cô quyết định đi luôn lên đó vừa gặp được anh vừa giải đáp được những thắc mắc của cô bởi vậy cô quyết định sẽ đi tan làm cô liền nhanh chóng về nhà soạn đồ rồi ra bến xe không quên mua theo một ổ bánh mì để ăn rồi còn uống thuốc khi cô đặt chân đến đơn vị của anh thì cũng hơn 8 giờ tối. Người gác cổng vẫn là anh lính đó. Vì cô thường hay lên đây nên mọi người đều biết đến cô. Không kiểm tra giấy tờ gì mà đưa cô thẳng vào bên trong. Cậu lính đó tên là Thông, năm nay 23 tuổi, nhập ngũ từ năm 19 tuổi đến nay. Thông đi trước soi đèn và dẫn đường cho cô, miệng lanh lẹ hỏi thăm cô. Tối nay chúng ta về, nên chị lên thăm chúng ta đi à? Thì... Anh ấy không ở trong đơn vị sao? dạ không anh ấy ra ngoài từ hơn 2 tuần trước hôm nay chưa trở lại thế cậu có biết anh ấy đi đâu không không chị ơi đó là chuyện của cấp trên bọn em không được phép tìm hiểu bào ngọc nghe xong đứng ở đó như trời chồng cô cứ như đang lạc lõng ở một thế giới đen tối mà không tìm thấy lối ra bây giờ trong đầu cô chỉ xoay quanh một câu hỏi là anh đang ở đâu nhờ đến lúc anh đi tình hình của anh căng thẳng như thế nào cô lại càng lo sợ Trong lòng cô thầm cầu nguyện Xin trời Phật hãy phù hộ cho anh Để cho anh được bình yên An toàn khi làm nhiệm vụ Quý vị và các bạn thân mến Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn Tập 5 của câu chuyện Viết nứt hôn nhân Được viết bởi tác giả Thanh An Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An Trong buổi tối ngày hôm nay Không biết phải nói như thế nào Bởi vì đúng là tình yêu nó rất là tươi đẹp tâm an cảm nhận được là tình yêu nó mang đến cho con người rất là nhiều cảm xúc khác lạ vui vẻ hạnh phúc nước mắt giàn rùa nhưng mà trong trái tim thì lại vô cùng xuống sang cái đám cưới tưởng chừng là hạnh phúc êm đẹp thì hai người lại phải xa nhau khánh huy và bảo ngọc đang phải kìm nén cảm xúc của mình để có thể lo lắng cho sự an toàn của nhau thật sự tâm an không biết phải nói như thế nào chắc chắn là ai trong ở trong hoàn cảnh này thì mới biết được là cái nỗi thống khổ làm vợ của một người quân nhân nó như thế nào không biết là ai như thế có trong hoàn cảnh này thì mọi người hãy comment ở dưới video này để cho tâm an và mọi người được biết để cùng chia sẻ với mọi người nhé tâm an biết được rằng là công an và cảnh sát bộ đội những cái ngành nghề bảo vệ tổ quốc ấy chúng ta luôn luôn cảm thấy tự hào về làm vợ làm em làm người nhà của họ nhưng mà cái sự nguy hiểm này liệu rằng nó có thật sự xảy ra hay không thì quý vị ơi quý vị hãy cho tâm an được biết với nhé và hy vọng rằng là chàng trai Khánh Huy này sẽ an toàn để quay trở về với Bảo Ngọc bởi vì hai người chỉ mới làm đám cưới thôi. Còn rất rất nhiều thứ đang chờ đợi họ ở phía trước nữa. Và cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau ở tập 6 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào tối ngày mai. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc Xin chào và hẹn gặp lại.